Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay Chúa Nhật đầu tháng, tháng 9, chúng ta lần hàn mân côi để suy niệm cuộc đời Chúa Giêsu và cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho thế giới được bình an. Tháng 9 cũng là tháng khai giảng của các trường học, từ trường mẫu giáo đến trường đại học. Chúng ta cầu nguyện cho thế hệ trẻ hôm nay được đón nhận một nền giáo dục lành mạnh, một nền giáo dục thấm đượm tin mừng của Chúa Giêsu và luân thường đạo lý truyền thống của người Việt Nam. Vì có những xu hướng trái ngược nhau, và chính trong ngành giáo dục cũng rất nhiều vấn đề nổi cộm, kể cả vấn đề gian dối. Chúng ta cầu nguyện để xin cho giới trẻ Việt Nam được hưởng một nền giáo dục tốt lành. Giờ đây xin mời cộng đoàn cùng đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà ai sinh bởi Maria đồng trinh. Chết và tháng xa xuống vụ tổ tông ngày thứ ba đời trong kẻ chết mà sống lại. Đức Chúa Thánh Thần thôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Chúng ta suy niệm các mầu nhiệm mùa mừng. Mầu nhiệm thứ nhất, mùa mừng Chúa Giêsu sống lại. Đức Giêsu đã chịu chết trên cây thập giá, được các môn đệ an táng trong mộ, nhưng ngày thứ ba Chúa sống lại vinh quang. Chúa Giêsu ra khỏi mộ, chiến thắng tử thần, chiến thắng quyền lực của tối tăm.
là người Kitô hữu nhờ bí tích rửa tội chúng ta trở nên con người mới mặc lấy Đức Giêsu phục sinh. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin cho chúng ta cố gắng để canh tân mỗi ngày. Nhờ nỗ lực canh tân mà chúng ta trở nên con người mới trong Đức Giêsu, trở nên giống Đức Giêsu trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn Phước lời Chúa trời ở cùng con, và con phúc là ơn con người và Giêsu ban cho con. Và có phúc là an mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là an. Kính mừng Maria đầy ơn Phước lời Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là an mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là an. Kính mừng Maria đầy ơn Phước lời Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria đầy ơn Phước lời Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria đầy ơn Phước lời Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria đầy ơn Phước lời Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria đầy ơn Phước lời Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria đầy ơn Phước lời Chúa trời ở cùng bà, và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Lạy Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thứ hai, mùa mừng Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được yêu mến những sự trên trời. Con người ở mọi thời đại không ngừng đi tìm cho mình những giá trị thiêng liêng, giá trị vĩnh cửu. Tuy vậy, trong thời đại ảnh hưởng bởi lối sống vô thần và duy vật hôm nay, người ta tìm những lợi lộc vật chất bằng mọi giá. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin cho chúng ta biết luôn chuyên tâm tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu cho mình. Bởi lẽ con người sống không phải chỉ có đời này, nhưng còn có đời sau.
linh hồn Chúa dựng nên là linh hồn bất tử. Xin cho chúng ta mặc dù sống ở dưới đất nhưng lo lắng để hướng về trời, nơi Chúa Giêsu đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm thứ ba, mùa mừng Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn chúng ta, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà chúng ta trung tín đi theo Đức Giêsu. Chúa Thánh Thần cũng là nhà đào tạo giáo dục lương tâm của chúng ta. Trong dịp khai giảng năm học mới, chúng ta cầu nguyện cho các em học sinh, sinh viên và các em mẫu giáo mầm non, tất cả những người đang cần một nền giáo dục lành mạnh. Xin cho nền giáo dục tại Việt Nam lưu ý nhấn mạnh đến việc đào tạo lương tâm con người và đạo lý, tránh một lối giáo dục chỉ chạy theo bằng cấp và những điểm thi đua mà quên mất cốt lõi của sứ mạng giáo dục, đó là trồng người,
đó là đào tạo những người công dân tốt. Xin Chúa Thánh Thần đổ muôn ơn của Người cho tất cả những ai đang trách nhiệm đào tạo giáo dục con người ở mọi lĩnh vực, đạo cũng như đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà con tất cả mọi người. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà con phúc lan mọi người nữ. Giêsu con lòng bà cùng phúc lan. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Giêsu con lòng bà con phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phó đây Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Lạy Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thứ 4 mùa mừng. Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời tái xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Đức Mẹ đã kết thúc cuộc đời dương thế một cách tốt đẹp. Mẹ là đấng đầy ơn phúc, luôn thực thi ý Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin cho con người thời nay biết nhận ra sự hữu hạn của cuộc sống. Con người sống trên trần gian chỉ sống một lần. Vì thế mà họ cố gắng để tìm đến những giá trị vĩnh cửu. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khó khăn, chia rẽ, bất hòa. Cầu nguyện cho những người ốm đau bệnh tật để họ cảm nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn thất bại trong công ăn việc làm, trong sự nghiệp học vấn
và trong mối tương quan đối với tha nhân. Xin Đức Mẹ chúc lành, ban ơn, che chở và nâng đỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đời Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc là mọi người nữ. Thế sư hoan lòng bà gồm phúc là an. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc là mọi người nữ và Thế sư hoan lòng bà gồm phúc là an. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phó đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. Lạy Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thứ năm mùa mừng, Đức Chúa Trời thường Đức Mẹ trên trời. Con đường theo Chúa Giêsu không chỉ là con đường của thập giá, mà là con đường của niềm vui. Bởi vì nếu chỉ là con đường thập giá, chúng ta sẽ là những người dại dột khi tin vào Đức Giêsu. Bởi lẽ thập giá không phải là chặng đường cuối cùng của con Thiên Chúa, mà chặng đường cuối cùng đó là sự phục sinh. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin cho chúng ta là những người Kitô hữu tìm thấy niềm vui và sự bình an khi theo Chúa Giêsu và gắn bó với giáo hội của Người. Chúa Giêsu đã nói: hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Đức Maria cũng cảm nhận được tình thương của Chúa, cho nên Đức Mẹ đã hát lên: đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Xin cho chúng ta noi gương Đức Mẹ, yêu mến Chúa, trung thành với Chúa, để rồi chúng ta cũng được thường với Đức Mẹ trong hạnh phúc vĩnh cửu Chúa dành cho những người công chính. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, đi Cha thầy hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn, phô đôi Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân. Lạy mẹ con cháu Eva ở chốn khách đầy kêu đến cùng bà. Hỡi ôi bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Được thấy đời Chúa Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ, ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, trọn đời đồng trinh. Amen. Mẹ ơi, trước nhân mẹ con dâng lễ.
ăn sự bình an. Nữ vương ra thanh mân côi, lạy Đức Mẹ Hà Nội. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.